Chào các em. Trong 2 tiết học trước, thầy đã cung cấp cho các em những kiến thức trọng tâm nhất, cơ bản nhất của bài chất. Nếu điều kiện cho phép, thì trong tiết học này, thầy đã cho các em học tại phòng thực hành. Nhưng vì tình hình dịch bệnh đang còn phức tạp, chúng ta chưa đến trường được. Do đó, bài thực hành 1 này, thầy sẽ cho các em học tại phòng thực hành khi nào chúng ta học trực tiếp ở trên lớp. Bây giờ, thầy sẽ kiểm tra lại một số kiến thức xem thử các em qua cái bài học vừa rồi các em đã nắm chắc được hay chưa. Bây giờ thầy cho các em một bài tập. Các em nhìn vào cái tranh vẽ có câu hỏi, câu 1: cho các vật thể sau, sắp xếp vật thể nào là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo. Trên tranh vẽ thầy đã cho các em các cái hình vẽ như là cái ấm đun nước, bàn ghế, cây cọ, động vật, thân cây mía, cây cối, sông suối, đất đá, ly uống nước, chiếc xe đạp. Các em sắp xếp tất cả các cái vật thể này thành hai nhóm, một nhóm là vật thể tự nhiên, một nhóm là vật thể nhân tạo. Thầy tin tưởng rằng chắc chắn các em sẽ sắp xếp được, và đáp án của thầy là như sau. Vật thể nhân tạo là gồm có ấm đun nước, bàn ghế, ly, xe đạp. Còn vật thể tự nhiên là cây cọ, động vật, thân cây mía, cây cối, sông suối, đất đá. Đó là nội dung của bài tập thứ nhất. Nếu em nào chưa làm được thì chúng ta hãy nhìn vào và chép vào bài tập cho thầy. Bài tập số 2. Câu 2: trong các loại nước sau, đâu là chất tinh khiết? A. Nước trái cây. B. Nước chanh. C. Nước cất. D. Nước khoáng. Và nếu em nào học cẩn thận cái bài thầy vừa dạy thì chắc chắn các em nhìn vào đây, chúng ta sẽ chọn ngay đáp án. Đó chính là đáp án C, nước cất. Em nào chưa biết thì chúng ta hãy nhìn vào đó và ghi đáp án vào. Như chúng ta đã biết, mọi vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra từ đâu? Câu hỏi này đã được đặt ra cách đây mấy ngàn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng, và câu trả lời đó sẽ có được trong bài học hôm nay. Bây giờ thầy mời các em lấy vở ra và dở sách ra, trang 41. Chúng ta qua bài mới, bài nguyên tử. Trong bài nguyên tử này có 3 nội dung chính: một, nguyên tử là gì; hai, hạt nhân nguyên tử; và ba là lớp electron. Thầy cho đây là một bài rất khó, cho nên trong quá trình học thầy đề nghị các em phải tập trung chú ý nghe thầy giảng mới nắm được những cái kiến thức của bài này, vì bài này theo thầy nó rất khó. Bây giờ ta đi vào phần 1. Nguyên tử là gì? Thì các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ. Các em hãy nhìn lên tranh vẽ, nó cũng nhỏ. Chúng ta thấy đây là hình một quả cầu, và người ta mô phỏng quả cầu này có đường kính là 1 phần 10 mũ 8 cm, và họ nói như sau: nguyên tử
Hình dung nguyên tử như một quả cầu có đường kính cực kỳ nhỏ bé vào khoảng 1 phần 10 mũ 8 cm. 10 mũ 8 cm. Như vậy theo các em, nguyên tử nó có nhỏ hay không? Rất là nhỏ. Và người ta nói rằng cứ 4 triệu nguyên tử sắp xếp thành hàng dọc liền nhau sẽ có chiều dài là 1 mm. Thầy nhắc lại, 4 triệu nguyên tử sắp xếp thành hàng dọc liền nhau sẽ có chiều dài là 1 mm. Mà trên cái thước đo hàng ngày của các em thấy 1 mm thì rất là bé, mà 4 triệu nguyên tử sắp xếp thành hàng dọc liền nhau thì khi đó chiều dài mới được 1 mm. Từ đó em có nhận xét gì về kích thước của nguyên tử? Chắc chắn đó là hạt vô cùng nhỏ. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ. Bây giờ các em hãy quan sát trên hình vẽ. Chúng ta thấy nguyên tử gồm có hai phần. Phần thứ nhất là lớp vỏ ở ngoài chứa các electron, và chúng ta biết rồi, electron thì mang điện tích âm, và hạt nhân là mang điện tích dương. Và các em hãy nhìn vào đây, chúng ta thấy tổng số điện tích dương của hạt nhân bằng tổng số điện tích âm của các electron. Điều này dẫn đến cho chúng ta đến một điều, đó là gì? Đó là nguyên tử trung hòa về điện. Nguyên tử trung hòa về điện. Trung hòa về điện là gì? Trung hòa về điện có nghĩa là tổng điện tích dương của hạt nhân bằng tổng điện tích âm của các electron. Như vậy chúng ta có thể ghi vào vở: nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Như vậy các em ghi rất ngắn gọn là mãi chứ thầy giảng dài như vậy thôi, nhưng chúng ta cuối cùng là chỉ ghi một câu như vậy: nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Bây giờ hãy nhìn vào trên vẽ, em hãy cho biết cấu tạo của nguyên tử gồm bao nhiêu phần. Chắc chắn nhìn vào đây các em cũng sẽ có ý kiến là nguyên tử gồm có hai phần, đó là gì? Phần hạt nhân và phần vỏ nguyên tử. Hạt nhân thì mang điện tích dương, còn vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Bây giờ ta qua phần hai nhỏ là hạt nhân nguyên tử. Nhìn vào đây, em hãy cho biết hạt nhân nguyên tử gồm những loại hạt nào, ký hiệu như thế nào và điện tích ra sao. Chúng ta thấy, nhìn vào hạt nhân nguyên tử, ta thấy nó được tạo nên bởi hai loại hạt, đó là hạt proton ký hiệu bằng chữ P mang điện tích dương trên hình vẽ này tương ứng với quả cầu màu xanh, và loại hạt thứ hai là hạt neutron ký hiệu bằng chữ N mà không mang điện, quả cầu màu đỏ này. Đó, thầy nhắc lại, hạt nhân của nguyên tử được tạo nên bởi hai loại hạt, đó là hạt proton ký hiệu bằng chữ P mang điện tích dương và hạt neutron ký hiệu bằng chữ N không mang điện. Tương ứng ở trên hình vẽ này, ở trong hạt nhân thì quả cầu màu xanh đó là tượng trưng cho hạt proton, còn quả cầu màu đỏ là tượng trưng cho hạt neutron. Như vậy ta lại ghi tiếp hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân tạo bởi proton ký hiệu chữ P mang điện tích dương và neutron ký hiệu chữ N không mang điện. Như vậy chúng ta cũng ghi hết sức đơn giản, chủ yếu là nghe thầy giảng. Bây giờ thầy cho sơ đồ nguyên tử của các nguyên tố sau: hydro, oxy, natri, kali. Thầy đặt ra một câu hỏi,
đó là so sánh số proton và số electron trong mỗi nguyên tử. Các em hãy nhìn vào sơ đồ nguyên tử hydro. Hạt nhân nguyên tử hydro có một proton và trên nguyên tử hydro có một electron. Ở sơ đồ nguyên tử thứ hai, đó là sơ đồ nguyên tử oxy. Hạt nhân nguyên tử oxy có 8 proton và trên nguyên tử oxy cũng có 8 electron. Ở sơ đồ nguyên tử natri, hạt nhân nguyên tử natri có 11 proton và trên nguyên tử natri cũng có 11 electron. Hạt nhân nguyên tử kali gồm có 19 proton và trên nguyên tử kali cũng có 19 electron. Điều này chúng ta rút ra được nhận xét đó là gì? Đó là trong nguyên tử số proton luôn luôn bằng số electron. Chúng ta phải nhớ câu này. Trong nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số electron. Nghĩa là số P bằng số E. Bây giờ thầy có cái sơ đồ nguyên tử sau. Sơ đồ nguyên tử đầu tiên là sơ đồ nguyên tử hydro. Hạt nhân nguyên tử hydro gồm có một proton. Một proton này nó tương ứng với quả cầu màu xanh. Như vậy thì trên nguyên tử hydro sẽ có bao nhiêu electron? Chắc chắn sẽ có một electron. Sơ đồ nguyên tử thứ hai là sơ đồ nguyên tử deuteri. Hạt nhân nguyên tử deuteri gồm có hai loại hạt, đó là hạt proton và hạt neutron. Như vậy ở trên nguyên tử deuteri cũng chỉ có một electron. Hai nguyên tử này gọi là hai nguyên tử cùng loại. Vậy thế nào là nguyên tử cùng loại? Nguyên tử cùng loại đó là nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân. Nhắc lại, nguyên tử cùng loại là các nguyên tử mà có cùng số proton trong hạt nhân. Như vậy chúng ta ghi vào cùng vợ của chúng ta tiếp, đó là các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Thầy nhắc lại với các em thêm một lần nữa, các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Bây giờ thầy khái quát lại phần này một tí. Nguyên tử gồm những loại hạt nào? Thì chắc chắn nguyên tử là gồm 3 loại hạt, đó là hạt proton ký hiệu chữ P mang điện tích dương, hạt neutron ký hiệu chữ N không mang điện, hạt electron ký hiệu chữ E và mang điện tích âm. Khối lượng nguyên tử được tính như thế nào? Phần này thầy chỉ trình bày cho các cháu hiểu chứ không cần ghi vào. Vì nguyên tử được tạo nên từ 3 loại hạt, đó là hạt proton, hạt neutron, hạt electron. Do đó khối lượng nguyên tử thì sẽ bằng tổng khối lượng của hạt proton, hạt neutron và hạt electron. Và các hạt proton, hạt neutron, hạt electron được gọi là hạt dưới nguyên tử. Khối lượng của các loại hạt thầy vừa cho ở trên bảng, thầy cũng yêu cầu các em nhớ. Nhưng ở đây chúng ta có cái con mắt tin tưởng một xíu, đó là chúng ta thấy cái khối lượng của proton nó xấp xỉ khối lượng của neutron và khối lượng của electron nó vô cùng bé so với khối lượng của proton cũng như khối lượng của neutron. Vì vậy khi hồi chúng ta nói là khối lượng của nguyên tử là bằng tổng khối lượng proton, khối lượng neutron và khối lượng electron, nhưng vì khối lượng electron nó vô cùng bé so với khối lượng proton và khối lượng neutron, do đó chúng ta có thể bỏ qua khối lượng của electron.
Vì vậy, khối lượng của nguyên tử là chính là khối lượng của hạt nhân. Hay nói cách khác, khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Hay nhắc lại, khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Chúng ta ghi tiếp câu này vào trong vở ghi chép của chúng ta. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Còn vì sao khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử? Vừa rồi thầy vừa mới giải thích rồi. Bây giờ thầy cho sơ đồ của các nguyên tử hydro, oxy, natri và kali. Các em hãy đếm giúp thầy số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của oxy và natri. Ở nguyên tử oxy ta thấy hạt nhân nguyên tử oxy có 8 proton, do đó ở trên nguyên tử oxy sẽ có 8 electron. Và nhìn vào đây, các em cũng biết 8 electron này được phân bổ thành hai lớp. Lớp thứ nhất gồm có 2 electron và lớp thứ hai gồm có 6 electron. Ở sơ đồ nguyên tử natri, hạt nhân nguyên tử natri gồm có 11 proton. Do đó, trên nguyên tử natri sẽ có chứa 11 electron và 11 electron này nó được sắp xếp thành ba lớp. Lớp thứ nhất gồm có 2 electron, lớp thứ hai gồm có 8 electron và lớp thứ ba gồm có 1 electron. Như vậy, số electron ngoài cùng của oxy là 6 và số electron ngoài cùng của natri là 1. Điều này dẫn chúng ta đến một điều là gì? Electron chuyển động xung quanh hạt nhân không phải chuyển động một cách hỗn loạn mà nó chuyển động và sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp có một số electron nhất định. Chúng ta nhìn vào vừa rồi thầy vừa giới thiệu rồi. Oxy là có 8 electron thì 8 electron này nó chuyển động xung quanh hạt nhân và nó được sắp xếp thành hai lớp. Lớp thứ nhất là có 2 electron và lớp thứ hai là có 6 electron. Nó sắp xếp thành từng lớp và mỗi lớp có một số electron nhất định. Như vậy, ta qua phần số số 3 là lớp electron. Thì các em chỉ cần ghi nhớ cho thầy một câu: electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Nếu có thì có thể ghi nhớ thêm một điều nữa là mỗi lớp có một số electron nhất định. Thầy sẽ khái quát lại bài này. Nguyên tử thì chúng ta lại nắm nguyên tử là gì? Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện mà từ nguyên tử là tạo ra mọi chất. Rồi nguyên tử gồm cái gì? Hạt nhân mang điện tích dương, vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi hai loại hạt là hạt proton và hạt neutron. Ký hiệu proton ký hiệu bằng chữ P mang điện tích dương và neutron là ký hiệu bằng chữ N không mang điện. Nhắc lại, proton ký hiệu bằng chữ P mang điện tích dương, còn neutron ký hiệu bằng chữ N không mang điện. Và điểm tiếp theo đó là nguyên tử cùng loại thì có cùng số proton trong hạt nhân, tức là cùng điện tích hạt nhân, hay nói cách khác, số P bằng số E. Và chúng ta luôn luôn nhớ một điều: khối lượng của hạt nhân được xem là khối lượng của nguyên tử. Trong phần này thầy có lưu ý thêm một phần nữa, đó là gì? Đó là lớp electron. Thì trong nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân và được sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định. Bây giờ xem thử các em đã nắm được bài chưa? Thầy cho các em làm bài tập 1, hoàn thành bảng sau. Trong này thầy có nói: tra bảng 1 trang 42 sách giáo khoa để biết tên nguyên tử. Các em dở ra trang 42 sách giáo khoa để biết
biết tên nguyên tử. Ở trong này thầy có cho nguyên tử oxy và nguyên tử nhôm. Thầy có cho các cột như sau: số proton p của oxy là 8, và họ yêu cầu tìm số electron, số họ cho biết số neutron là 9, họ tìm tổng số hạt. Rồi ở nhôm họ cho biết số electron là 13, tổng số hạt là 40. Còn ở một cái ô tiếp theo, nguyên tử không biết là gì, nguyên tử gì, nguyên tử của nguyên tố nào, nhưng họ đã cho chúng ta biết số electron, rồi số neutron. Rồi ở một cái ô tiếp theo nữa, họ cho số proton là 7, rồi tổng số hạt là 21. Trên đầu đề họ có là trang 31, trang 42 sách giáo khoa để biết tên nguyên tử. Như vậy thì theo cái kiến thức thầy vừa mới cung cấp, chúng ta dễ dàng hoàn thành bài tập này. Vì trong nguyên tử ta luôn luôn có số P bằng số E, do đó oxy mà có trong hạt nhân của oxy có 8 proton thì số electron của oxy cũng phải là 8. Ở đây số neutron là 9, do đó tổng số hạt của nguyên tử phải là tổng số hạt proton, neutron và electron. Như vậy 8 cộng 8 cộng 9 phải là 25. Nguyên tử hai là nguyên tử nhôm, số electron là 13. Thì ta biết rồi, trong nguyên tử số P luôn luôn bằng số E, do đó hạt nhân proton, hạt nhân của nhôm cũng có 13 proton. Và vì tổng số hạt là 40, do đó số neutron phải là 40 trừ đi tổng số hạt proton và electron. Vậy số neutron phải là 14. Bây giờ số electron của một nguyên tử là 17, thì số proton của nguyên tử này cũng là phải là 17. Và nguyên tử của nguyên tố này sẽ có tổng số hạt là 52. Và sau khi tra bảng thì chúng ta sẽ biết nguyên tử của nguyên tố này đó là calo. Bây giờ tiếp theo, đó là số proton của một nguyên tử là 7, thì chúng ta suy ra số electron của nguyên tử này cũng phải là 7. Và họ cho tổng số hạt của nguyên tử này là 21, thì chúng ta dễ dàng tìm được số neutron của nguyên tử này cũng là 7. Và tra bảng thì chúng ta biết nguyên tố này chính là nguyên tố nitơ. Các em hãy nhìn vào bảng này, sau đó ghi bài tập này vào vở cho thầy. Bài 2, hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1, trong nguyên tử hạt mang điện là A electron, B electron và neutron, C proton và neutron, D proton và electron. Thì chúng ta dùng phương pháp loại suy thôi. Theo đề bài, trong nguyên tử hạt mang điện là A electron, đúng là có hạt mang điện nhưng chưa đầy đủ. B electron và neutron, câu này sai bởi vì neutron nó không mang điện. C proton và neutron, proton là mang điện mà neutron là mang điện. Như vậy chúng ta chỉ còn cái phương án D, đó là proton và electron. Chúng ta ghi bài này vào vở. Tiếp theo, hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt nào cấu tạo nên? A electron, proton và neutron, B electron và neutron, C proton và neutron, D electron và proton. Vừa rồi mày học rồi, hạt nhân nguyên tử được tạo ra bởi hai loại hạt, đó là proton và neutron, do đó ta chọn phương án C. Câu này cũng có gì khó khăn hết, chúng ta đánh vào. Bây giờ câu tiếp theo, nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản? A 1, B 2, C 3, D 4. Thì nguyên tử được cấu tạo bởi mấy loại hạt cơ bản các em? Chắc chắn phải là 3 loại hạt.
đó là hạt proton, hạt neutron và hạt electron. Do đó chúng ta không ngần ngại mà chọn phương án C. Giờ bài tập 1 sách giáo khoa trang 15, điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau. Trong này họ cho các khoảng trống, chúng ta phải dùng từ thích hợp. Từ thích hợp nó có ở chỗ nào? Có nơi bài nguyên tử vừa rồi thầy mới dài đó. Bây giờ chúng ta chọn từ mà điền vào đây, cho nó thích hợp thôi. Chấm 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 là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điền. Thì chắc chắn ở đây chúng ta phải dùng từ nguyên. Nguyên tử chứ gì nữa? Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điền. Rồi từ chấm 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 tạo nên mọi chất. Từ chắc chắn phải là nguyên tử tạo nên mọi chất. Nguyên tử gồm gồm cái gì? Hạt nhân mang điện tích dương. Và bỏ tàu ơi, một hay nhiều electron mang điện tích âm. Như vậy câu này hoàn thiện lại như sau: nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Từ nguyên tử tạo nên mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Riêng bài này chúng ta chỉ điền những từ còn thiếu và khoảng trống thôi, chúng ta không chép nguyên đầu bài vì bài đề có trong sách rồi. Giờ các em về nhà, công việc các em về nhà là làm cho thầy cái bài tập 2, 3, 4 trang 15 sách giáo khoa và nghiên cứu trước cho bài, cho thầy bài nguyên tổ học. Tiết học đến hôm nay là chấm dứt. Thầy xin chào các em.